Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm nay team cùng với hai anh lái máy xúc đang trên đường làm đường vào trong nhà em Mỹ và A Lù nhé các bác nhé. Đi dọc đường này hôm nay vào chắc buổi sáng này là vào được đến nền nhà. Mời quý vị các bạn đón xem video. Nốt con dốc này nữa là lên đến hết cái đoạn khó nha các bác nhé. Còn vào trong kia ấy, đường nó chỉ bị có cái sâu thôi chứ nó không khó nữa. Bây giờ sắp vào đến nơi rồi. Rồi đi anh em, ngủ tí đi vào trong. Bây giờ máy đang chuẩn bị gần đến nhà A Lù, tầm 5-6 km nữa. Xin chào nhá. Chào đấy. Vâng. Buổi sáng hôm nay thì anh em đang làm. Xin chào mình nhá. Em làm ở ngoài kia nên chưa nắng vào trong này ăn cơm nhé các bác nhé. Anh em lái máy xúc này. Nay vợ mang cơm lên cho rồi. Chào anh nhá. Máy xúc ăn cơm ở dưới đấy thôi. Máy xúc không về à? Không. Lúc mà em về nó chuẩn bị ăn rồi hay sao ấy? Nhưng mà nó bảo là ăn quả lên. Biết là ăn cơm là ăn. Cái này sắn nó phơi à? Củ to đấy nhỉ. Không biết vừa phi xuống đấy nữa. Dọn cơm ăn cơm đi. Ôi trưa rồi này. Em đi ăn cơm đi các bạn. Đấy, quay chồng A Lử để phần anh em này. Các cháu này ăn cơm đây rồi. Vô để có một tuổi. Không vào trong chỗ dâm mà làm. Không nóng à? Đợi đi nữa. Anh em tôi mua được 2 cái võng rồi nhá. Lên để trưa, nghỉ trưa, nằm như bộ đội ấy bác ạ. Nằm ngoài này, trên kia nóng lắm. Chiều nay nữa là chắc là máy xúc mới vào được đến nơi. Đường còn khoảng gần 1 cây nữa các bác nhá. Chiều nay anh em muốn đi vào trong làng Tống nữa. Để ở trường thôn đổ xi, mai làm nốt cái hai cái đầu cầu. Ôi, nghỉ trưa tí đã. Bác Ninh đi đâu đây? Mang cái biển vào trong cầu, mai trở vào sợ nó muộn. À vâng. Bác đi đi. Tấm đá. Ai gọi này? Ơi. Thì bên dưới này A Lù đang dọn cái dây điện. Dưới. Đây và đây buổi chiều hôm nay thì máy xúc đã lên gần đến đây rồi nhé. Đấy, còn tầm 200m nữa là vào đến nhà A Lù rồi.
không để thắp buổi tối ở đấy nha. Hả? Bóng điện anh. À mang lên lán này. Lên lán nó sáng. À. Cuốn thế này không sợ điện giật à? Không. Điện này không giật đâu mà này. Ừ. Máy sờ một bên không sao đâu. Ừ. Đấy. Từ hai bên giật ngay. Hai bên thì giật đấy. Ngã ngửa đấy. Dọn hết ván lên lán trên à? Vâng, chuyển làm giường giường ngủ chưa? À. Có chuyện gì của nó? Lại chỗ này dọn đi để còn để vật liệu ở đây. Vâng. Mai sẽ chở vật liệu lên. Nhưng mà đồ đồ nhà rộng thì chuyển vào đấm tiếp theo được. Ừ. Đấy bảo máy xúc đào đến cái cọc đấy à? Đây cắm dây đây gì? Còn khoảng đoạn đường này nữa là máy xúc sẽ lên đến nhà, nền nhà em mỉ. Đây, mọi người ạ. Đã lên đến đây này, máy xúc không? Hả? Ok chứ. Con này lớn đi học lái máy xúc nhá. Đây thành khu có cái xe một bánh này. Cho chú xem nào. Ai làm cho đây? Hả?
bây giờ máy xúc đã vào đến nền nhà em, và bây giờ tiếp tục công đoạn là đào nền nhà. Giờ máy xúc sẽ làm việc theo như mà mấy anh em đã làm. Máy bừa của nhà. Đã. Máy bừa của nhà. Này của chú ở Tống Công. À. Của nhà đây. Chắc là đất ruộng ở đây quá nên để máy đây à? Dạ. Đất ruộng của nhà chú ở đây à? Đất ruộng của nhà chú. Đây nha mọi người nha, giờ mình cũng bắt đầu đào bớt tả ly bên đằng sau nhà cũ. Đào bớt tả ly. Các bạn, khiến bên tả ly này Alu đã cắm cọc và căng dây sẵn. Bây giờ thì máy xúc cứ thế mà làm thôi. Theo nọ mấy anh em và hai máy xúc có lên khảo sát và làm giá. Đây, bác Ninh đã đi làng Tống về rồi. Chào các bạn nhá. Xe chở xi vào đến chưa anh? Hả? Xe chở xi vào đến chưa? Chưa. 3 giờ mới đi, chắc tối gần tối vào nước. Vừa mới ngã xe phát chỗ cái dốc. Sao lại ngã? Gương rồi. Ui. Ngã phát. Để cái này máy 50 cho anh nhá. Vâng ạ. Không có máy nó đứng quá nó lại lở. Để máy 50 thôi. Đây các bác ạ. Vừa cắt vào được khoảng độ 1 mét nữa nhá. Để đằng sau này. À, để máy này máy 50. Sau này nó mưa nữa. Đặt vào. Nhưng máy quá nền nó không đủ rộng. À, máy xúc là bị trục chặt nha các bác nhé. Giờ nó không biết làm sao. Nó đứt dây điện ở đâu rồi. Cần nó lại bị khóa. Nó này em không chuyên môn lắm nhưng mà máy báo lỗi. Máy làm sao thế? Hả? Máy làm sao thế? Đi đấy, mai phải lấy rồi, tập trung rồi. Nháy à. Máy trên máy báo lỗi à? Ừ. Bị dây điện. Nó bị lỗi điện rồi. Mai đấy. Thế bây giờ nghỉ à? Bây giờ nghỉ, mai sáng làm tiếp. Mai sáng lấy răng dính lên xem. Cái này không đấu lại được à? Ở trong này. Nó ở tận trong á? Ừ. Bẩn thế.
không chịu sửa nó mà. Phải cho nó ăn nó uống với bảo dưỡng nó chứ. Nó còn hơn cả con mình như thế anh ạ. Nó ở cái dây đấy rồi, lúc nãy nó báo lỗi sợ cái dây đấy là sợ cái dây đấy. Dây đỏ. Nó không kêu nữa. Trên máy báo kêu tít tít tít. Chưa gây rồi. Đang đào này lại dừng lại. À. Quyền TV. Chào các bác đi. Xin chào mọi người nhá. Mình hôm nay đi ăn bên Tạ Chơ. Hôm nay Tú, sáng nay Tú có việc bận một chút cho nên là mình vào quay trong đấy. Nghe tin là anh em đã vào đến chỗ nhà của em Mỹ. Bỏ cái mũ bảo hiểm ra nào, nhìn cho không nên thấy. Là mình cũng từ bên Tạ Chơ sang đây luôn cùng với anh em. À, bây giờ là một tình hình báo cáo với đồng chí Quyền là máy đang bị hỏng đây này. Máy hỏng là anh em được vào anh em máy xúc thôi. ông vừa lên cái là máy hỏng luôn. Em ông thổ chứ biết thế không lên nữa nhỉ. Ông vừa lên đây là máy hỏng. Em nghề mới này. Hả? À. Bỏ nghề quay sang lái máy xúc này. Đấy các bác nhá, máy này máy 75 đời 2003. 2003 trừ máy 75 đời trừ 3. Máy vậy mà lên làm được hôm nay ngày thứ hai là đã sinh sự ra rồi các bác ạ. Tuổi gần đấy rồi thì gần 20 năm nơi rồi. Mình cao có được máy như này là ok rồi, ngon lắm rồi, nhưng mà hôm nay sinh sự nó dây điện thôi đúng không? Vâng, mới dây điện. Cố gắng khắc phục mai là làm cho anh nhanh nhanh hơn tí nhá. Giờ phải gọi thợ không? Có gọi thợ không? Mình tự làm thợ lên mình ấy. Thế thì sửa luôn, thế làm luôn à? Tí làm luôn chứ. Thì mệt quá thì ngủ nghỉ, mai sáng làm sớm. Mai sáng anh không lên à? Có chứ. Chẳng mai anh vào mà. Đang cần tiến độ ấy. Anh chở vật liệu lên là chở vật liệu lên tập kết xong rồi em xong. Thế còn nói chuyện gì, có lấy chỗ nào mà lên được, tập kết được. Đấy, nối vào này, lái đi. Làm lúc nữa. Sau khi mà lên đến nơi, tuy máy xúc còn đang gặp trục trặc một chút, thế nhưng mà vừa mới làm ở phía mép bên này với mé bên kia thôi, nhưng mà trông cái nền nhà của nhà em Mỹ đã rộng ra rất là nhiều rồi các bạn nhé. Như các bác biết đây, chiều nay thì anh em vào làm nền rồi nhưng mà máy nó lại trục trặc. Sáng mai là anh em vào làm tiếp các bạn. Chiều nay giờ là anh em máy nó hỏng nên nghỉ thôi.
hôm qua quý vị các bạn đã cũng đã biết là anh em buổi chiều là đưa được máy vào nền nhà nhá. Em lù mỉnh nhá. Nhưng mà vào đến nơi thì anh em làm được gần hết buổi chiều thì máy nó bị trục trặc. Buổi sáng nay thì anh em lại vào cầu làng Tống. Em ra là nền nhà em mỉ là mấy anh lái máy là em cũng giao rồi, giao công việc cụ thể rồi. Cho anh em lái máy làm, nhưng mà sáng nay là anh em vào cầu làng Tống để hoàn thiện nốt hai cái đầu đường dẫn, và buổi chiều thì anh em cũng ra được xong trong đấy, xong rồi gọn công việc trong đấy, thằng anh em ra ngoài này làm giờ hiện tại là đang làm nốt cái phần nền của nhà em mỉ, giờ đang bác lái máy đang cắt ta ly cho nó phẳng mái ta ly khá là phẳng. Hôm nay là đào đủ khẩu độ rồi nhá. Cái buổi chiều nay là lái máy là san gạt cho nó phẳng mặt nền, nghĩa là hoàn thiện cái nền cho nhà em mỉ. Trông là cho anh xuống cho nó phẳng mặt nền đi nhá. Vâng ạ. Ủi, bớt cái đất mà nó cái đất màu gì? Đất màu ở trên mặt này cho vâng. Đi hết cho anh nhá. Vâng. Cho tới đất cứng đi. Đừng vâng. Để này. Mái cắt như thế là ngon lành rồi. Vâng. Trông cho cái đất màu ở trên mặt này đi hết nhá. Cho tới được vừa tới đất cứng. Bây giờ em cắt xong là mày bắt đầu mình mới gạt, mình mới lấy mặt phẳng. Thì ấy mới được. Mấy do là mình gạt ra xong mày ven đẩy. Trên máy có tiêu, có livo gì cho anh cái mặt nền nó phẳng tí. Vâng vâng. Lấy ben nó ủi đi nhá. Vâng, vâng. Cho cái đất ở trên mặt này không là đất trên mặt này là toàn đất đổ để gan. Vâng. Chưa không nghỉ à? Có anh ạ, ăn cơm xong nghỉ trưa tí. Bây giờ mấy giờ rồi? Giờ 1:30. 1:30 rồi à? Vâng. Anh ăn cơm muộn thế nhỉ? Bây giờ 2 giờ kém rồi. Vừa làm được một lúc rồi các bác. Thôi, làm nốt đi. Vâng. Các bác. Nên giờ hiện tại là làm gần xong rồi, nên khá là phẳng nha các bác nhé. Nên làm mất mô như nền nhà chư rồi. So với nền nhà chư rồi, không đối là phẳng. Bên này thì máy xúc đã làm những công đoạn cuối cùng của cái nền nhà của nhà A Lù rồi nhá. Xong rồi quá. Giờ đánh máy ra về đấy. Vì chào bản mông đó. Anh em thôi là xuống bản. Đã hoàn thành công việc ở trên này rồi nhé. Và mình cũng không quay đâu. Đi về bản. Đấy các bác ạ. Này anh em tin với lại máy xúc đang chuẩn bị đi về rồi. Đào như vậy là để cái nền mà hết hợp đồng nữa anh nhé. Cái nền nó khá là rộng. Như là đây là xe, đường xe xuống đây đổ vật liệu xuống đây luôn. Không phải vận chuyển nữa. Không vận chuyển là chết đấy. Đi xuống đây đổ vào cái bãi ngoài này. Cái bãi ngoài này cho máy trần này. Đây cái nền nhà này ra đến từng này thôi. Cái nhà nó chỉ ra đến từng đây thôi. Chạy phía góc xoan ở kia nhá, nó không đến, nó chỉ đến đây thôi.
dài mới chịu. Đây là dài chừng mấy mét? Dài 12 mét, chỉ ra đến đây thôi. Không ra đến ra ngoài kia đâu. Con góc này nó lại ra ngoài. Đấy, rộng 4 mét rưỡi. Đây, nó chỉ ra được đến tầm này thôi. Đấy, sau một ngày khá vất vả, anh em team cùng với anh lái máy hoàn thành được cái nền nhà cho nhà em Lù nhé. Video xin được kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Và đây, trong khi anh em chuẩn bị ra về thì gặp xe của bác Tài vừa lên đến. Hôm nay đây là chuyến thứ hai này. Chuyển được 2 tấn cát. Sáng nay xe đã chở cát lên chuyến đầu đổ bên trên này. Bây giờ chuyến thứ hai thì chuyến dưới này đổ ngay đây luôn cho gần. Đây phía bên này anh Ninh và A Lù đang giải bạt sẵn để đổ chuyến cát vào đấy.